trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh của nhà văn cựu chiến binh Chu Lai với nhan đề Sông Sa, câu chuyện của những người lính giải phóng quân trên chiến trường Việt Nam. Phần thứ tư Cô ba mặc thế này càng đẹp, càng hấp dẫn. Tối nay nếu dành cho tôi gặp một chút nghen cô ba. Tôi xuống giọng nằn nỉ, cốt để được yên thân. Chú hai nói gì tội nghiệp tôi chú hai. Chồng tôi đi tù, mình tôi ở nhà lam lũ nuôi con, chú hai không thương tình lại con chọc tôi hoài. hắn cười nữa, càng nham nhở hơn. ôi cha, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy lát. tôi không nhẫn nhục thêm được nữa. thôi, đủ rồi đó. đã nói vậy mà vẫn không nghe ra. chú đi đi để tôi còn mần ăn. tiền bánh của chú từ trước đến nay tôi trả lại hết trọi đây nè. tôi xỉa trên đĩa bánh của hắn một nắm tiền ảm không cần biết là bao nhiêu nữa. Thằng cha bị bất ngờ kêu á một tiếng rồi có vẻ ngượng với người xung quanh hắn sấn lại trước mặt tôi. Mùi nước hoa hay xà bông thơm gì đó phả vào mũi tôi hắc xì. Hắn cười nhạt. Cô ba chơi ngon hen. Được rồi, có giỏi thì đưa hết tiền đây. D. Mẹ. Vợ một thằng Việt Cộng đang tù mọt gông mà còn làm phách. Ông cho cứ là chết già, cũng chẳng thằng nào sớ dớ tới. Tôi hơi trưng hưởng vì kiểu phản ứng thô bỉ của gã đàn ông trông có vẻ chữ nghĩa này. Thực ra tôi đã xúc phạm gì hắn lắm đâu. Tôi chỉ. Vậy mà hắn rủa tôi, rủa cả chồng tôi. Sự bực dọc từ hồi hôm khi phải cắn răng cắt đi mái tóc. Cộng với bao nỗi nhọc nhằn tôi phải gánh chịu bấy lâu này. Lại thêm cái nóng hầm hập phả vào sau gáy. Vừa nghe tới chữ Việt Cộng tù mọt gông là tôi phừng máu. Vỡ ngay lấy cây đòn gánh nâng ngang người. Hét lên. Thằng khốn nạn. Có cút xéo đi không? Chắc bộ dạng tôi lúc ấy dòm dữ dội lắm nên hắn hơi lùi lại chân vấp phải người bên cạnh chút xíu nữa bồ nhào. Hắn gượng được, chỉ mặt tôi, giết giọng. Con đĩ, rồi mày sẽ có dịp được cầm đòn gánh kiểu ấy nữa. Đê, mẹ. Bốp, tôi chưa kịp phang cây đòn vào giữa bộ ngực núng nính của hắn thì đột nhiên hắn hộc lên một tiếng, ôm mặt ngáo vật ra. Người vừa dáng cho hắn cái tát cực mạnh ấy chưa buông tha. Một tay anh ta cầm ngực áo hắn nhấc lên. Tay kia dáng tiếp, một cú tát trái nữa làm hắn văng đi vài thước rồi nằm im bất động. Tôi nhận ra đó là thằng giềng. Nó quay lại, nhìn khắp lượt, mặt lạnh tanh. Nào, còn thằng chó nào dám hỗn hào nữa thì nhào vô. Tao cho nằm hút cắt luôn. Xung quanh im phăng phắc. Đây đó có tiếng xì xào. Phải vậy mới được. Kỳ thế quen ông này ông nọ làm tàng. Phen này thằng ba tiệm vàng phải cạch đến già. Vàng bạc gì nó, lấy nê buôn bán để dò la hại người thôi. Phải đánh cho nó bật cái máu chó săn ấy ra. Cha, dòm thằng trả té mới đã chớ. Phim trưởng cũng chỉ đến thế là cùng. Tay nào kia mà mạnh quá ta. Chắc một cao thủ quyền cước đi lang thang. Gã đàn ông vẫn nằm mọt. Chắc vì ngó đòn thì ít mà những lời của thiên hạ đổ lên đầu thì nhiều. Thằng giềng đến cạnh tôi. Về đi chị. Không thèm làm cái nghề bán bánh này nữa. Đưa em gánh cho tôi ngoan ngoãn nghe nó, quẩy gánh bánh lên vài. Đám đông giãn ra nhường lối cho chị em tôi, nhiều cặp mắt thán phục cứ dán dính vào thằng giềng. Hai chị em đi được một đoạn rồi mà vẫn có tiếng trầm trồ khen ngợi đuổi đằng sau. Tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi vừa tự hào có thằng em sức vóc hơn người nhưng lại vừa lo lo. Nếu đúng gá trai lơ kia ăn lương của cảnh sát thì tới đây liệu nó có để cho chị em tôi d u c i n không? Còn thằng giềng nữa, nó là người của phía bên kia, vì thương chị, nó lộ mặt thế này thật không tiện chút nào. Tôi đã ra một lẽ, tôi hoàn toàn có quyền chống trả tự vệ mà không sợ nghi ngờ, thù oán gì. Một lần nữa, tôi lại thấy cuộc sống này ngột ngạt không thể chịu nổi. Phải làm một cái gì đó, phải đổi thay một cái gì đó may ra mới hỏng yên tâm làm lụng nuôi con. Một cái tát, một chiếc đòn gánh văng ra chỉ bó tức chứ biết rằng chẳng làm nên trò chống gì. Mà tôi cũng thấy lạ cho sự đáo để của mình hồi nãy. Nếu không có thằng giềng, tôi dám cho thằng cha kia bể ngực lắm sau này nhắc lại chuyện đó có người cho tôi là ngay từ hồi đó chị đã biểu lộ một bản năng quân sự quyết đoán thật rõ ràng tôi không nghĩ vậy hoàn cảnh ấy bất cứ ai có tự trọng đều sẽ hành động như tôi đến chỗ khuất tôi đi chậm lại hỏi em đi đâu qua đó vậy em đi tìm chị có việc gì không chị cũng đang mong em anh tám muốn gặp chị anh tám anh tám ở đâu đang ở chỗ em Gặp có việc gì vậy?" Tôi hồi hộp hỏi nhỏ. "Không rõ, nhưng chắc có việc cần. Gặp ở đâu?" "Bắt đầu tính gặp ở chỗ em, kín đáo lắm. Nhưng sau anh tám thấy chị con mọn đi không được nên anh dặn, chiều mai khi ở chợ về, anh sẽ giả bộ người bắt cá chờ chị ở suối. Chị sẽ dừng lại, rửa chén đĩa, nói chuyện luôn." Tôi gật đầu, thầm cảm ơn sự chu đáo tinh tế của anh tám về địa điểm gặp riềng chia tay tôi ở cổng ngõ rẽ vào nhà chú thím. Nửa đêm hôm đó, tôi lại nhận thêm một chuyện bực mình nữa vào người. Buổi chiều, thím tôi ăn mặc khá chỉnh tề nói sẽ đi ăn dỗ một người bà con xã bên. Nếu xong sớm thì về, đụng giờ giới nghiêm sẽ ở lại qua đêm. Thím bảo tôi, đưa thằng Đức thím bế đi cho vui nhưng tôi giữ lại với lý do mấy bữa nay cháu thường húng hắng hò. Chờ mãi không thấy chồng về để cùng đi, thím dặn lại, tao đi trước đây. Nếu ổng về, mày nói sang ngay. Ngày việc của người ta đâu chỉ có mang mồm đến ăn không làm được. Tao giàu cái ông chú của mày lắm. Nhưng tối hôm ấy, chồng thím không về. Chắc ông lại xa vào đám cờ bạc nào rồi. Nghĩ tội nghiệp cho thím. Nhà đã nghèo, ông chồng lại máu mê đỏ đen, làm lụng đến bao giờ mới mở mày, mở mặt ra được. Có lần vui chuyện, thím thủ thỉ, vẫn là cái giọng bênh che cho chồng. Ông ấy thực ra cũng đâu có đến nỗi. Tính tình hiền lành, làm ăn chăm chỉ, cả đời không nói nặng với vợ với bà con lối xóm một câu ai cũng mến cũng thương nhưng chỉ phải cái tật trời gầm ấy ông ấy đam mê thứ này cũng là vì tao tao không sanh nổi cho ông một đứa con nên ông buồn lao vào vận rủi may cho khuây ông ấy yêu con nít lắm nhiều khi nhìn ông lang thang đi bế con hàng xóm tao buồn nấu ruột đó từ ngày có má con mày về đây thằng nhỏ đã níu giữ chân ông lại khá nhiều chờ ông chú đến khuya không thấy tôi khép hở cánh cửa ôm con vào mùng. Chẳng chọc vì buổi gặp chiều mai với anh Tám, mãi tôi không ngủ được. Đến khi chợp mắt thì ngoài xóm gà đã gáy canh hai. Đêm đó sáng trăng, trăng lùa qua cửa sổ vào tận giường. Trời lại bức bối. Đi nằm, tôi phải tháo bớt khuy áo cho thoáng mắt. Đang thiếp đi, tôi mơ màng cảm thấy có cái gì bò nhột nhạt trên người. Sự nhột nhạt đó tăng lên thành một sức đè nặng. Thường mọi đêm do tâm trí bất thường nên tôi hay bị bóng đè, ú ở một lúc rồi cũng thoát ra được. Lần này cũng vậy, tôi cố đạp chân đạp tay đẩy mình ra khỏi giấc ngủ. Nhưng quái lạ, rõ ràng tôi tỉnh dậy rồi mà cái sức đẻ kia vẫn ấn xuống. Tôi mở choàng mắt, cố sức bật dậy và kinh ngạc nhận ra cái bóng ấy là ông chú, vừa bị tôi đạp xuống chân giường. Thấy ngực bụng mình lõa lồ dưới trăng, tôi giận sôi người lên, không nói được một câu chỉ chừng chừng nhìn ông chú. Trước cái nhìn đó, ông lồm cồm bò dậy rồi đi giật lùi, miệng lắp bắp, tha. Tha lỗi cho chú. Chú tỉnh lại rồi quả thực chú không định nhưng trăng trăng sáng quá da thịt trắng quá chú bị mê đi cửa lại không đóng bỏ qua cho chú ông chú thui thủi bỏ ra sân ngồi đầu cúi gục xuống bất động tôi trở dậy gài chắc then cửa rồi vật mình nằm xuống thức luôn đến sáng trời cảnh một mẹ một con đi ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đó đi đâu làm gì cũng bị khinh rẻ cũng bị sàm sỡ người dưng khả dĩ còn cắn răng mà chịu được đằng này lại là chỗ ruột thịt thân quen, nhục lắm. Trời vừa bàng bạc trắng, tôi trở dậy vét hết cả vốn lẫn lãi được gần 5 ngàn mang ra sân đưa cho ông. Tiền chú cho mượn, tôi xin trả đủ. Tôi cảm ơn chú nhưng cũng đừng vì mấy ngàn bạc này mà chú coi thường tôi. Thả bổng côn đi ăn mày còn hơn lụy ơn người khác theo kiểu như vậy. Người chú nhìn tôi ngơ ngác, cặp mắt đỏ ké chứng tỏ cả đêm qua ông vẫn ngồi nguyên đây và không ngủ ông nhăn mặt lại với tất cả vẻ thiểu não mà một người đàn ông có thể có được. Đôi mắt đùng đục ấy nhìn tránh đi. Thôi thì cái thằng chú nó khốn nạn thế. Cô muốn nói gì thì nói, muốn chửi, muốn xé tan tôi ra từng mảnh cũng được. Nhưng cô đừng làm thế, tội lắm. Tôi không thể ở đây một giờ nữa, chờ thím về tôi sẽ bổng con đi. Đừng, đừng, mặt ông xa sầm, đừng bế thằng bé đi. Dù thế nào cũng để nó lại đây. Hai vợ chồng già chán ngắt, không có nó buồn lắm. Thực ra hồi đêm về tôi cũng tính ghé và nhìn mặt nó một cái rồi. Ai rẻ, bà cháu nó đã quen hơi nhau, đừng để bà ấy bơ vơ. Tôi dịu lại những lời chân thật khổ sở ấy đã khía chúng vào trái tim người mẹ thuyết phục được tôi. Tôi bế con trở vào phòng, chưa biết tính chuyện đi hay ở ra sao. Và lại chiều nay tôi còn cuộc gặp gỡ với anh Tám, chưa thể đi đâu được cả. Tôi kìm mình xuống với ý nghĩ mọi chuyện dẹp đi đã, mai rồi tính nhưng tôi không phải đợi đến sáng mai. Ngay chiều hôm đó đi chợ về, tôi đã được bà thím thông báo, chú mày chuyến này đi làm ăn xa rồi. Tận đất đỏ lận, ở đó đất tốt, dụng nhiều, có thể mần ăn được vài tháng mới hết việc. Ông gửi lời chào má con mày. Thôi, thế cũng xong một việc. Dù sao con người này cũng còn giữ được liêm sỉ. Ông bỏ đi xa để tránh mặt tôi, để tôi ở lại. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp ông, thấy mình đối xử với ông có cái gì hơi quá cái chuyện dỡ dần này tôi không bao giờ nói lại với bà thím. Anh Tám đang ngồi câu cá. Thoạt nhìn, tôi không nhận ra anh. Vận một chiếc áo thun kiểu thể thao, quần sóc trắng, đầu chụp nón phớt trắng và đi đôi ba ta cũng màu trắng. Trông anh hệt một khách du lịch ở Sài Gòn lên thăm thú cảnh bán sơn địa mà vào những ngày nghỉ. Ngày nắng giáo họ thường kéo nhau đến ngồi dọc khúc suối khá đẹp và nhiều cá này. Đằng sau anh dựng một chiếc xe gắn máy màu đen có buộc ở góc ba ga nhiều thứ đồ lình kỉnh của người đi đường xa. Thời bấy giờ chưa có Honda, được một chiếc xe như vậy cũng gọi là dân chơi thứ thiệt. Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhướng mày chào rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chú ý vào chiếc phao câu nhảy tưng tưng trên mặt nước. Chọn một chỗ thuận tiện gần anh, tôi gỡ quang gánh, bê chồng bắt đĩa dơ bước xuống suối. Nước liếm ngang bụng chân tôi mắt rượi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện như hai người xa lạ, hoàn toàn không ngoảnh mặt vào nhau. Cháu thế nào? Anh hỏi nhỏ cũng ốm yếu luôn. Chú ấy ra sao? Vẫn ở khám cũ, rất mong được gặp một người nào đó trong các anh. Ngoài này cũng hiểu nhưng không thể đến thăm chú ấy được. Nói nhân cứ yên tâm, không moi được tăng chứng gì, chúng không thể giam giữ mãi được đâu. Tình hình ra sao anh Tám? Ra đường thấy xung quanh nhang nhác, sôi sục lắm rồi. Sắp có chuyện phải không? Khẽ, anh đưa mắt về phía một người đang lúi húi bẻ măng ở bụi tre bên kia suối chỗ này nhiều kẻ rình mò lắm. Chúng tôi im lặng, chồng bát đĩa tôi đã rửa xong, lại phải gỡ ra từng cái, kỳ cọ lại. Người lạ mặt đã sắn được mấy mụt măng, loay hoay không biết làm gì nữa đành chuyển sang bụi tre khác. Tôi mời cô tới đây cũng là vì việc ấy anh nói nhanh, mắt vẫn dõi theo phao câu tình hình sắp truyền rồi. Đã tới lúc không thể ngồi im nhìn đồng chí mình hết người này tới khác ra đi nữa. Không trông mong gì ở thiện chí của bọn này đâu. Ta càng mềm, chúng càng làm tới ta muốn nói chuyện đàng hoàng, chúng toàn dở trò chém giết. Chính trị chay lúc này là... Mà thôi, cái đó dần dà cô sẽ biết. Phức tạp lắm. Tóm lại, sắp tới ta phải hô hào bà con nhất loạt nổi dậy. Chỉ có con đường võ trang mới. Thôi, tôi lại làm cô dối óc rồi. Không dối đâu. Võ trang tức là oánh lại, là làm tới hạ anh tám. Tôi ưng cái kiểu đó lắm tôi nói một cách háo hức. Khẽ, ưa, đã tới lúc phải võ trang, phải nổi dậy muốn thế phải có lực lượng phải có vũ khí lực lượng chúng tôi đang tập trung cô vận động anh chị em quen biết phụ vào xong cái chính là cô giúp chúng tôi chuyên chở được ít thuốc nổ từ long khánh về đây tôi phải chỉ có cô mới làm được việc này anh em ta còn ít lắm lại hầu hết giấu mặt trong rừng cơ sở cách mạng trong dân có thể hoạt động công khai được bị thối bị bắt hết chỉ còn cô lợi dụng buôn bán cô có thể làm được công việc đó nhưng công việc bán bánh ú chỉ ngồi một chỗ, làm sao mà? Tôi hiểu, cô không ngồi bán bánh ú nữa. Dựa vào câu chuyện xô xát hôm qua, cô làm bộ giận dữ bỏ chợ đi làm người khác. Chuyện ấy anh cũng biết, tôi bỗng đỏ mặt hỏi mặt. Diềng đã kể hết, nó nói khi cần bà chị của nó cũng ghê gớm lắm anh mỉm cười. Cái thằng, tôi cúi thấp đầu sát mặt nước để che đi sự ngượng ngùng. Cô sẽ chuyển nghề đi buôn cá khô mặt hàng này người ta buôn nhiều, tránh được sự để ý đặc biệt. Trong những cái thùng gỗ đó, cô có thể ém được thuốc nổ. Mỗi lần một ít, chỉ 10 chuyến là đủ. Nơi nhận thuốc và nơi trao thuốc, cũng như mọi cách thức, mẹo đi đứng ra sao. Nói năng thế nào, cậu riêng sẽ bàn với cô thật kỹ sau, ở đây không nói hết mọi điều được. Bây giờ cô tạm nhận ít tiền để làm vốn đi buôn. Tôi để dưới hòn đá ở gần cái thúng của cô đó, lấy lên cho khéo. Vậy thôi, cô có thể đi được rồi đến bây giờ anh mới nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn thật dịu dàng chút. Thanh thành công. Trong khi hành động đừng quên lúc nào chúng tôi cũng có mặt ở bên cạnh. Tạm biệt. Anh Thu Cần nhét đồ vào túi, miệng huyết gió rồi ngồi lên xe, nổ máy. Trong thoáng chốc, bóng anh đã khuất dạng sau những dạng cây ở xa. Cúi xuống soạn lại đôi quang, tiện tay tôi nhấc nhẹ hòn đá, cầm lấy gói tiền nhét vào thúng, tất tả đi về nhà. Ngày đầu tiên tôi đến với cách mạng, công việc đầu tiên tôi làm cho cách mạng là như thế tôi sẽ không kể những chuyến đi tải thuốc nổ ấy làm gì nó giống như mọi công việc khác mà người ta nói đến nhiều rồi tất nhiên mỗi loại công việc đều có cái phức tạp cái hiểm nguy riêng của nó vào những ngày mà lính đông hơn dân cảnh sát các loại trà trộn khắp hang cùng ngõ hẻm nói năng đi lại khang khác một chút là có thể bị nhét cổ vào máy chém tải được hơn tạ thuốc nổ như thế cũng là một việc không dễ dàng gì điều còn lưu lại trong trí nhớ của tôi là cái đêm trước của ngày hành động Đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ. Nằm ôm con vừa mong trời mau sáng lại vừa mong đừng bao giờ sáng cả. Vừa háo hức, vừa run rẩy, vừa sẵn sàng chấp nhận tất cả lại vừa lo toan đủ điều. Đầu đêm tôi nghĩ rằng nếu đợt truyền tải này thành công thì đó cũng là góp phần rút ngắn thời gian vợ chồng con cái gặp nhau. Giữa đêm tôi lo mình vụng dại dễ làm bể công chuyện, phương hại đến các anh ấy. Cuối đêm lại thấy tin ở mình hơn, thấy kẻ thù chưa hẳn đã là ghê gớm. Lúc này tôi mừng tượng ra khắp nơi súng đạn nổ dùm trời. Trong đó có cả phần thuốc nổ của tôi mang về. Lúc khác tôi lại thấy làng xóm vẫn vắng tanh. Vẫn những xác chết không người nhận trôi trên sông, trên suối, nằm trương sình ở giữa cánh đồng. Nhắm mắt lại tôi nghe rõ tiếng súng nổ dâm gian. Rất nhiều người, đen đặt những người ảo lên đập nát công sở này. Đồn bốt nọ, có cả tôi trong đó, súng đạn đầy người băng chạy về phía anh vừa ra khỏi ngục. Nhưng mở mắt ra tôi lại chạy nghĩ mình có thể cũng vào tù có thể gục xuống ở một nơi nào đó, bên cạnh những chính mắm vỡ vụ, ngực loang máu, khi đó tiếng khóc thằng Đức thét lên gọi mà. Tâm tưởng tôi hoàn toàn lộn xộn, cố ghi, cố hướng nó vào một đường chính nhưng bất lực, càng hướng nó càng tàn mạn ra, lưỡng loãng. Mong trời mau sáng, mong trời đừng sáng có lẽ là vì thế. Sáng ra, bà thím tôi phải thốt lên, bệnh đau thế nào đó con. Nếu bệnh thì ở nhà, đừng cố mà thiệt thân. Tôi nói bị nhức đầu sơ sơ, giờ đã đỡ rồi nhưng lại thầm nghĩ thím ơi nếu hôm nay con có mệnh hệ nào thím đón cháu về nuôi dùm con tôi ra sân bầu trời sáng ấy trong vắt cao xanh lồng lộng gió thổi nhẹ trên tàn cây trứng cá trước nhà tôi hít sâu vào lồng ngực luồng không khí thoang thoảng mùi hoa ấy và bỗng dưng thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại và mọi ấn tượng đan chéo hãi hùng khi đêm chỉ là giấc mơ sau này và cho đến ngay cả bây giờ sống chết đủ mùi rồi nhưng trước khi bắt tay vào một công việc gì hệ trọng tôi vẫn thường trải qua những đêm vật vã như thế đêm thôi chứ ban ngày mọi yếu đuối lại tự tiêu tan dường như bóng tối hay xô đẩy người ta vào phần tình cảm thật của mình phần tình cảm mà trong đó người ta thèm được sống được yêu được hạnh phúc như mọi người bình thường tôi rất sợ những đêm như vậy thường là trước khi lao vào cam go tôi không dám ngủ để giữ sự tỉnh táo cho liền mạch nó giống như bộ đội mấy anh nằm ở hàng rào sát chân thẳng gác trong một đêm nhiều gió nào đó, rồi thiêu thiêu ngủ, đến lúc chật tỉnh, đập ngay mặt vào hàng rào kém gai lạnh lẽo, tức là đập mặt ngay vào cây chết, bàng hoàng và hống hụt lắm, dễ lòng tay cầm súng. Buổi sáng tràn ngập mùi hoa ấy lần đầu tiên tôi đã tự vượt được mình để thanh thản đem gửi con sang hàng xóm. Động tác thuê người giữ con này cũng chính do anh tám dặn tôi qua thằng giềng. Con người chu đáo và tế nhị thế mà có lần thằng giềng nói với tôi anh ấy chưa lấy vợ và đến nay cũng chưa yêu ai. Sau đợt truyền tải thuốc nổ này, thằng Diền đối với tôi có phần kiêng rẻ hơn. Nó nói, em tưởng chị chỉ biết khóc và khéo tay làm bánh, ai ngờ chị cũng ác ôn ghê. Hôm rồi thấy chị xếch mắt lên, tay cầm ngang cây đòn ở giữa chợ, em đã ngại ngại, qua lần này em mới ngán thực sự. Nó còn nói thêm, anh Tám khen chị dữ lắm. Khi anh quyết định trao nhiệm vụ động trời đó cho chị, em cản liền. Em bảo chị không làm được đâu, chị hiền và yếu đuối lắm. Anh Tám cười vỗ vai em, cậu có để ý thấy con mắt của chị cậu không? Mắt ấy là gan phải biết, đáo để nữa. Người hiền lành, nhu mì khi vào việc sẽ có độ bật rất mạnh. Chị coi, anh ấy hiểu chị dữ không? Vào thăm chồng, tôi lựa lời nói lại với anh câu chuyện ấy nhằm để anh vui hơn, tin cậy vợ hơn. Nhưng anh chỉ im lặng. Một lúc lâu, anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy một chút vui một chút lo và cả một chút không thật hài lòng sao vậy anh tôi hỏi không em giỏi lắm nhưng vì con em hãy hết sức thận trọng nghe lúc ấy tôi chỉ thấy cảm động khi anh thực sự lo lắng cho tôi mà không hề hay rằng chính ánh mắt đó về sau đã trở thành một đường rãnh khá sâu ngăn cách tôi và anh tôi nhận nhiệm vụ tải thêm một hai chuyến vũ khí nữa lần này người trao việc không phải anh tám mà là một người già hơn ốm yếu và lừng khừng giống một ông giáo làng thằng giềng gọi là năm tải vũ khí khó hơn tải thuốc nổ. Một đằng là theo hình gì cũng được, dấu đâu cũng kín. Một đằng là những khẩu súng mát, súng trường, xít tần dài lòng thòng, nặng trịch. Nhưng rất may là chính ông Năm, con người có vẻ lừng khừng ấy đã tỉ mỉ bày vẽ cho tôi tất cả. Ông dặn dò tôi bằng một thứ giọng dù gì dù gì đến sốt ruột như mẹ chồng dặn con dâu đi chợ mua đồ làm đám rỗ. Vào việc rồi tôi mới nghiệm ra rằng tất cả mọi chi tiết ấy đều không thừa, đều rất tinh nhẹ và sắc sảo. Sau này tôi mới biết ông đã có 20 năm chuyên làm nhiệm vụ chở vũ khí cho chiến khu đê thời 9 năm. Ông không chỉ tải đường bộ mà còn tải đường thủy. Không chỉ tải từ vùng này sang vùng khác kế cận mà chủ yếu ông hoạt động dọc các con đường xuyên Đông Dương, vượt qua những eo biển rộng hàng trăm hải lý. Hai chuyến tải vũ khí ấy cũng chót lọt mặc dù mỗi lúc mỗi khó khăn hơn, có lúc đã cầm bằng cái chết trong tay, có lúc đã muốn phát cường len vì kinh sợ thậm chí có lúc đã thực sự hối tiếc tự trách mình hà cớ gì lại đi nhận làm những việc quá sức đàn bà này nhờ những chuyến đi xa ấy tôi có dịp quen biết nhiều người một tốp bạn hàng, mấy người khách hàng có kẻ từng cắt nhưng cũng tốt bụng một anh lái xe lam, vài người lái xe đỏ một tốp học sinh hay bàn chuyện thời cuộc trên xe đôi ba anh viên chức ngán ngầm hiện tại lộ ra cả từng cái nhíu mày nhếch mép, mấy ba công nhân cạo mù ở dầu tiếng về thăm nhà bên cạnh đó tôi cũng quen mặt khá nhiều cảnh sát, quân cảnh hay lính kín. Có tên tôi bỏ qua, có tên tôi chủ động bắt chuyện. Vì thế tôi nắm khá chắc tình cảm, tâm lý cung như các mánh khóa hoạt động của bọn này. Tôi thu nhận tất cả, tổng hợp thành những nhận xét, báo cáo lại với ông Năm. Ông Năm nghe không sót một câu, hí hoáy ghi chép sau đó ngẩng lên nói, cái cô này là thật, cứ như là đã qua trường quân báo rồi không bằng. Tự tin ở mình hơn, tôi bắt đầu thu thập tin tức về các hoạt động của địch xảy ra từng ngày một một mình tôi lấy tin không xuể, dễ lộ mặt, dần dà tôi thu thập tin qua người khác, chủ yếu dựa vào những thành phần quen biết kể trên. Có lúc tôi moi tin ngay từ miệng bọn sĩ quan quân đội, bọn cảnh sát giá chiến và cả mấy thằng mật vụ mà động chỗ nào cũng thấy. Hồi ấy tôi đi vào mọi người thật dễ dàng, thật nhẹ nhàng, gần như không cần phải tỏ ra cố sức gì cả. Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu tại sao nữa. Chả lẽ là cách mạng mà lại đi tin rằng trời đã phú cho mình cái khả năng cảm hóa con người lúc này tóc tôi đã mọc lại dài chấm vai do phải tính toán làm ăn với các chủ thầu có máu mặt đi đứng cho đúng kiểu khi cần cũng hơi kinh kiêu hơi đỏm dáng một chút nước da tôi đã trở lại trắng trèo thân thể tôi không còn gầy gò như trước thiên hạ ưa nói chuyện với tôi bọn lính bọn cảnh sát đứng trước tôi đều tỏ ý muốn làm quen bắt chuyện cô có một cái lợi thế là nhan sắc kẻ thù vốn không tin rằng những người đàn bà nhan sắc lại có thể đâm đầu theo cách mạng nhất là trong những việc mà tính mạng treo sợi tóc như chuyện trở vũ khí. Ông năm có lần nói với tôi như thế. Ông không ngờ rằng câu khen đó đã khiến tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ đến anh ấy, đẹp mà làm gì? Nhan sắc mà làm gì khi người duy nhất có quyền hưởng cái đó, chăm bẵm cái đó cho đẹp hơn lại đang ngồi tù. Đẹp chỉ để cho thiên hạ nhìn thôi thì bé bàng lắm. Và sử dụng mãi cái đẹp cho việc chuyên trở vũ khí bí mật cũng chẳng thú vị gì. Tôi đoán chắc rằng không một người đàn bà nào muốn thế hoàn cảnh nó bắt người ta phải chấp nhận cái bé bàng đó thôi đã vậy mà thím tôi có lần để ý nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói hai nè tao thấy độ này khác lắm rồi đó gái xa chồng cẩn thận giữ gìn nghe con kẹo lối xóm người ta cười chê tôi chỉ bảo thím cứ yên tâm tôi không phải loại người như vậy nhưng đêm về ôm con nằm một mình nước mắt lại chảy ra trong các chuyến đi có một lan tôi gặp đồn trưởng quang trông hắn vẫn thế lầm lì và hùng dũng trong bộ sắc phục cảnh sát trên mặt lộ 13 buổi chiều, khi hoàng hôn tím sấm đè nặng xuống những khu rừng bỏ hoang, cái dáng nghiêng nghiêng của hắn trông vừa đẹp vừa ghê ghê. Hắn gặp tôi đúng lúc tôi đang rơi vào một tình huống nan giải. Số thùng gỗ chứa đầy cá khô của tôi ở phía sau xe đang bị khám từng chiếc. Chiếc có dấu vũ khí tôi để ở cuối cùng. Cứ cái kiểu chúng vần đi vần lại, dùng đầu rùi cui gõ qua gõ tới thế kia thì lộ mất. Tôi đang định dùng ngón hối lộ kết hợp với vẻ mặt nhóng nhẽo, đong đưa để đánh bài xí xóa thì hắn bước tới hắn nhìn tôi rất lâu như chưa hề biết tôi bao giờ tôi chào hắn và đành đứng chết chân cho hắn nhìn trong khi ruột gan nóng như lửa đốt chiếc thùng chết người kia đang nằm trình hình ngay dưới chân thằng cảnh sát viên chuyên nghề khám xét rồi cô khác đi nhiều quá lộng lẫy lắm nhưng tôi thích cô như trước kia hơn chúc cô làm ăn phát đạt hắn nói câu ấy vừa đủ cho tôi nghe rồi vẫy tay ra hiệu cho tên đang khám xét kia dừng lại cả tốp nhảy lên xe phóng đi Tôi đứng lại, hơi tần ngần. Cái phẩy tay kia có ý nghĩa thế nào? Hắn không biết hay biết nhưng một lần nữa muốn tỏ ra hào hiệp để gây ấn tượng đối với tôi. Điều này tôi không thể giải thích nổi, dù sau đó tôi được một người thân cận với hắn cho hay, suốt trong thời gian vừa qua, tôi vẫn nằm trong tầm để ý của hắn. Tôi đi thăm chồng, tôi chuyển người buôn bán, tôi không ở nhà ông chú, thậm chí cả cái lần tôi cự tên đàn ông cả chớn ngoài chợ cũng không lọt qua được mắt hắn. Gần đây thế tôi làm ăn có vẻ quy củ, nhưng nhẹn tháo vát hơn. Hắn tỏ ra yên tâm. Kể cũng lạ, cái gì ở tôi hắn cũng tường tận, thế mà riêng việc truyền tải vũ khí, hắn lại ngu ngờ. Phải chăng từ trước đến nay và mãi mãi về sau, tôi vẫn chỉ là một vẻ đẹp trờn vờn ma quỷ, vẻ đẹp kỳ cục, là một đối tượng thuộc khu vực tình cảm của hắn. Tôi chỉ có khả năng làm hắn vui hay buồn, dây dứt hay thanh thản chứ không bao giờ có thể là đối tượng tác chiến, đối tượng chính trị của hắn mặc dù có lần hắn đã tiên đoán, rút cục cô sẽ đi theo con đường của chồng cô. Chả lẽ ngay trong câu này cũng chỉ hàm ý ghen tuông của kẻ bị mất hết. Tóm lại, hắn là người thế nào? Một kẻ si tình hay đóng vai một kẻ si tình để rong bẫy? Tôi hoàn toàn không có đầy đủ cứ liệu để kết luận. Phải chờ tới gần 5 năm sau, tôi mới được trả lời rõ ràng. Trước ngày xảy ra sự kiện lớn năm 1960, một sự kiện khác đã đến với tôi. Thời kỳ này nếu bên mình diệt được một tên thì kẻ thù phải giết của mình mười, bất kể chúng hay chặt. Tỷ lệ khắc nghiệt này đã làm cho một số người can đảm nhất chùn tay nhưng vẫn có những người bất chấp tất cả. Thỉnh thoảng lại cho một tên ác ôn có nợ máu về chầu trời. Tôi ngờ thằng Diệng có dính dáng đến những vụ này, mặc dù nó không hề hé với chị nó một tiếng. Sự vắng mặt của nó trong những chuyến đi tải vũ khí của tôi là một lý do. Chưa nói đến chuyện lâu lâu nó lại biến khỏi căn tròi ven sông cả tuần lễ, Tôi không thích lối ám sát cá nhân này tuy biết rõ rằng chính nhờ những cú đòn trừng trị đó mà bọn ác ôn có chùn tay chém giết hơn, chưa kể có thằng bỏ sứ đi luôn. Bởi lẽ tôi thấy cái tỷ lệ 10 trên một kia tác động vào làng xóm dữ dội quá. Trừ khử được một thằng ác, hà thì có hà nhưng dân vẫn cứ ngầm trách. Ai cũng sợ rông bão ập vào căn nhà vốn dĩ không lấy gì làm yên ổn của mình. Chưa nói một vài nơi, bọn ác ôn nổi máu điên, càng xuống tay tàn bạo hơn. Nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói với ông Năm. Và lại, chắc gì đây đã là chủ trương của ta, có khi chỉ do sự căm uất quá mà biến thành bạo lực bột phát của quần chúng cũng nên. Thật chớ trêu, cái điều khiến tôi hết sức băn khoăn đó, ít ngày sau chính tôi lại dính vào, dính vào một cách ngẫu nhiên. Hôm đó, theo chỉ thị của ông Năm, tôi nhảy xe ngược bến cát để làm việc với một nhân mối của ta. Khi về gần đến nhà thì trời đã sầm sấm tối. Hôm đó do ngược xuôi buôn bán đã quen mặt lại khéo đối xử với nhân viên chính quyền các cấp nên việc đi lại của tôi có thoải mái hơn nóng lòng muốn gặp con nên tôi bỏ đường xe bò vượt tắt qua gò mà để về nhà cho nhanh khu gò mà này ba ngày đã ít người qua lại giờ cuối chiều càng vắng tanh đâu đâu cũng toàn thấy những mồ mà xây bằng đá ong nằm lặng lờ giữa bạt ngàn cỏ may lau lách ngày trước mỗi lần đi qua đây tôi lại thấy buồn man mác từ ngày má tôi chết khu gò này đối với tôi cũng gợi lên một nỗi đau quặn thắt đang dạo bước tôi bỗng đi chậm lại. Có tiếng động gì là lạ ở đằng sau cái mà bên phải tôi. Nghe nửa như rên, nghe nửa như nấc, lại nửa như vật lộn cắn xé. Tôi thận trọng đi tới. Có tiếng hực hực trong cổ họng. Chả lẽ lại vụ diệt ác đang xảy ra hay đã xảy ra ở đây? Thoáng nghĩ thế, tôi định quay người bỏ đi luôn. Lượng sự ở lại dễ mang lụy. Nhưng một tiếng khóc tức tuổi bật lên đã ghim chân tôi lại. Tiếng con gái. Không trần trừ gì nữa, tôi xăm xăm đi tới nhằm một bụi cây rậm. Tôi kín đáo ngồi xuống. Trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng không đẹp chút nào. Cô Lê, cô con gái lớn con bà năm đang nằm lóa lộ trên cỏ, quần áo mỗi thứ một nơi. Cô líu díu đưa tay lên ngực, đưa tay xuống đùi định che đệ phần nào nhưng bất lực, đành vùi mặt xuống cỏ khóc. Đứng bên cạnh cô là một gã đàn ông ở trần trùng trục, mồ hôi mồ kê, mặt đỏ tía lên nhưng cặp môi lại tái nhợt, nhịch ra thành một cái cười thỏa thuê. Tôi giật mình khi nhận ra gã đàn ông đó, bộ ngực núng nính, khuôn mặt trơn chuổi kia không trộn đi đâu được. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Nhớ lại khuôn mặt đáng tởm của nó, nhớ lại lời bà con bàn tán về nó, tên chỉ điểm bẩn thỉu lại nhìn thấy cái cười đều giả của nó ngay trước thân thể bị cào cấu sức máu của người đàn bà vừa bị làm nhục. Tôi sôi máu lên, vì thế chính quyền, hắn muốn bắt, muốn giết ai tùy thích, muốn hiếp đáp ai cũng được sao. Tôi đứng bật dậy, bước ra, thay vì để bảo vệ người chị em đang cùng chịu thân phận đọa đầy, tôi phải nhảy sổ vào hắn, đánh đấm, cắn xé tơi bời cho hả. Nhưng tôi lại nhìn xuống người đàn bà và mắng. Đứng dậy đi, không biết nhục mà còn nằm ăn vạ ở đây à. Đứng dậy đi. Cô gái thấy có người lạ xuất hiện bất ngờ, vội cuống cuồng ngồi dậy, ôm cứng lấy chân tôi, nước mắt nước mũi ràn rụa. Chị ơi, chị hai ơi, nó, nó, thằng khốn nạn nó. Cô nói lắp bắp, tôi cúi xuống đỡ cô ngồi lên một tảng đá, lấy tấm khăn dần phủ kín vai và ngực cô. Tôi biết nó đã làm gì cô rồi, nhưng sao mà phải khóc? Hèn lắm. Tôi quay phát lại nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông. Ngay từ lúc tôi bước ra, nó hoàng hồn đã trực bỏ chạy. Nhưng nhìn trước ngó sau chỉ thấy độc một mình tôi. Nó chấn tĩnh lại, lập bập móc thuốc hút, làm ra bộ bình thường nhưng điếu thuốc cắm trên miệng hắn cứ trễ xuống, ướt nhét tôi sấn một bước đến trước mặt hắn và một chút nữa thì cái khuôn mặt trơn chuội kia đã hứng chọn một búng nước miếng của tôi. Nó lùi lại, nhả điếu thuốc xuống đất. Ấy, ấy, cô định làm gì thế? Hả? Giá lúc ấy hắn đừng ngậm thuốc lá, đừng nói gì hết thì có lẽ điều bất hạnh tiếp sau đó đã không xảy ra với hắn. Nhưng hắn đã nói, đã ngậm thuốc lá, và sai lầm không có dịp sửa lại của hắn là ở chỗ đó. Con đĩ, rồi mày sẽ còn được cầm đòn gánh nữa. Người ta bảo đàn bà hay thù dai vì một sự hằn thù, họ có thể mai phục suốt đời. Nhưng ở đây tôi nghĩ rằng từ bé tôi đã không chịu nổi sự xúc phạm. Câu nói láo sự của hắn ở giữa chợ hôm rồi, tưởng rằng đã quên đi nhưng giờ đây, do cái miệng ngậm thuốc lá đang nhịch ra kia đã làm nó sống lại, thúc mạnh vào ngực tôi. Bốp, tôi giơ thẳng tay và mạnh vào cái mồm ấy. Nó loạn choạng trực ngã, từ khóe miệng, một chất nước đỏ dì ra. Tôi cũng không ngờ rằng cái tát của tôi lại có độ mạnh như thế, cả đời tôi chưa tát ai bao giờ. Con khốn nạn. Hắn quệt máu bằng mu bàn tay, rít lên, bốp, như lỡ chớn, bàn tay tôi lại văng ra một lần nữa. Lần này tôi cảm thấy chính bàn tay của mình sưng vụ. Sau cái tát này, nó không rủa tôi thêm một câu nào nữa. Nó đứng yên nhìn tôi, vẻ hoảng hốt, cáu kỉnh đột ngột biến mất. Thay vào đó là một sự tò mò, háo hức đến tư tỉnh xuất hiện. Tôi chợt bắt gặp cái sắc thái khi nó bóc bánh la liệt mà không ăn tôi cũng đứng im, bỗng dưng thấy lúng túng. Không lẽ cái tắt thứ hai của tôi đã giúp cho nó tỉnh lại, đánh thức dậy sự đam mê nhục dục của nó? Quá ghê tởm, tôi quay mặt sang hướng khác. Cút đi, cút ngay đi không tao gọi thiên hạ ra đập bể sọ bây giờ. Cút. Nó không hề bị tác động bởi câu đuổi ấy, vẫn đứng chơ chơ và còn cười nữa. Trong cái cười ấy, tôi đoán được ý nghĩ đều già bên trong của nó. Tôi đoán không sai. Nó lừ lừ bước lại phía tôi, cả nó cả tôi cả cô gái ngồi thu lưu ở kia cả cái gò mả này đang nhà dần đi trong chiều tối tôi đứng im chờ nó như chờ một cái điều không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến và cũng như chờ một cái điều dứt khoát sẽ xảy đến tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái thằng đàn ông người ngợm không đến nỗi nào kia lại có thể chó má đến thế vì vậy mà cơn giận của tôi đã lên đến tụt đỉnh không gì có thể kìm lại được nữa ở giây phút chót trước khi hắn ập người vào tôi tôi còn kịp nhìn thấy cái miệng cười cười của hắn vẫn là cái miệng ngậm thuốc lá ấy rồi sau đó là cái gì tôi không thể nhớ nổi nữa mục tiêu tấn công của tôi là cái miệng ghê tởm đó dù ở tư thế nào tôi cũng không để cho cái miệng ấy được yên về cuối tôi cảm giác rõ hình như có ai đó đến giúp tôi ôm chầm nó và hất bồng lên chỉ nghe một tiếng uyệt nó đã nằm thóng thực dưới chân tôi không dưới chân tôi và cả dưới chân lê cả hai đều áo quần tơi tả như nhau Lê đã gượng dậy kịp thời và bây giờ đang ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì. Còn tôi, sau tích tắc bài hoài đến muốn ngồi bệt xuống, đã kịp nhận ra mình đang ở tình trạng nào. Thằng đàn ông kia khi ngã xuống đã không may đập gáy vào gò mà. Máu chảy ra dính bết vào tóc và lúc này hắn đang nằm gần như bất động, thỉnh thoảng lại hộc lên một tiếng. Đang còn LUONGLU chưa biết xử lý ra sao thì Lê giật mạnh áo tôi, giọng uất ức. Đi, đi chị ơi, kệ nó, cho nó chết. Đáng lẽ em phải đập bể sọ nó mới hả giả. Đi chị, đổ chết bầm, quân ôn dịch. Cô gái bật khóc, vừa khóc vừa lôi tôi đi. Đầu gò mà đã vang lên tiếng chó sửa, dấu hiệu của tốp dân vệ đi tuần tra đầu hôm. Không thể nấn ná ở đây thêm được nữa. Nếu rơi vào tay bọn tuần tra này cũng với cái gã đàn ông kia thì cả hai coi như rồi đời. Trong khi cô gái vừa đi vừa tức tưởi kể lại chuyện thằng đàn ông đó bao ngày đón đường đón chợ tán tỉnh cô không được. Chiều nay nó dụ cô ra đây nói sẽ cho vay vàng để đi buôn, rồi dở trò khốn nạn, thì tôi lại phân vân hết sức với những suy nghĩ khác. Không nên ở lại dù cho cô Lê có lớn tiếng rằng mình bị hiếp đáp đi chăng nữa. Nhưng bỏ đi thế này, thằng đàn ông có thể sẽ khai ai là thủ phạm gây thương tích cho nó. Và mình, đừng nói chống trả hay đánh đập. Thời buổi này chỉ cần nói lại một câu, quắc mắt nhìn lại một cái cũng đủ để mang họa, cũng đủ để bị quy là nằm vùng, là Việt Cộng, là phần tử chống đối sao đây? Chân tôi không muốn bước nữa. Hay là quay lại? Dẫn cả cô gái này quay lại. Cứ nói thẳng mọi chuyện ra, đưa tăng chứng ra, có khi lại đỡ hơn. Xã hội nào cũng phải cho phép một người đàn bà tự vệ trước sự cứng dâm của bọn đàn ông chứ, dù thằng đàn ông đó là loại gì. Không ổn. Bao lâu nay, chúng nó, chúng nó đâu có cần biết đến luật lệ, phải quấy. Cứ thấy người của chúng nó bị thương là nổi khùng lên, bất chấp hết tôi tự trách mình đang không lại dính vào vụ này, coi chừng lỡ bể hết công chuyện. Nhưng, cô gái ấy đang kêu cứu, chả lẽ lại làm ngờ. Chả lẽ đây lại không phải là một thứ công chuyện cách mạng để mình sẵn sàng trả giá. Nghĩ được thế, tôi bước nhanh hơn. Kệ, lỡ rồi, đến đâu tính đến đó. Còn dư luận, còn bà con lối xóm, chúng chẳng thể làm tàng vô cớ. Dư luận, phải rồi. Biết đâu sự nhục nhã trước dư luận, trước điều thị phi của người đời hắn không không dám nói thật. Nói thật việc mình hai lần hám hiếp thì họa có mà điên. Cho dù không cần giữ liêm sỉ nhưng nó không thể tự biến nó thành kẻ ngu xuẩn bị khinh bỉ tột cùng trước đồng bọn. Như thế, nhiều khả năng nó chỉ dám khai rằng, đi công vụ qua đây bị Việt Cộng tấn công bất ngờ. Chị ơi, gần đến nhà rồi, chị để em đi một mình thôi. Em không còn mặt mũi nào nhìn ba má em nữa. Ba em tính điên lắm. Biết chuyện này ông sách giao đi thì nhà cửa đến tan nát chị ơi chuyện đã thế rồi khổ em chịu thương em chị đừng nói lại với ai nghe đừng nghe đừng nghe thân phận con gái có thì em sợ nó thu em tôi cầm tay lên nắm chặt thương nó quá giá tôi đến sớm được vài phút chỉ vài phút thôi em yên tâm đi chuyện đâu để đó chị sẽ im lặng lần sau đừng ham giàu mà dại dột nữa nghe dạ em chỉ dại một lần này thôi suốt đời em cô gái lại khóc tấn tức chia tay lê tôi còn thấn thờ đừng lại trời đất bị hiếp đáp không dám kêu bị làm nhục không dám nói ra kêu ra nói ra lại sợ chính kẻ hiếp đáp mình làm nhục mình trả thù có cuộc đời nào vô lý như cuộc đời này không cả đêm hôm đó tôi sống trong trạng thái hết sức buồn chồn một tiếng gió đập vào cửa một tiếng xào xạc ngoài vườn chuối một tiếng xe chạy ở xa thậm chí một tiếng dế kêu rộ lên ở chân tường cũng có cảm tưởng chúng sắp sửa nhảy sổ vào trói nghiến lấy mình. Mà sao đêm dài thế, tưởng như không bao giờ dứt nữa, đến nỗi tôi nghĩ rằng thả chúng cứ nhảy ngay vào đi còn hơn là bắt tôi phải chờ đợi thẳng thốt thế này. Đêm đặc sệt, đêm lưỡng loãng, đã có lúc thần kinh căng quá, tôi tính ôm con trở dậy lẻn ra khỏi nhà trốn chạy đến nhà thằng giềng. Tối nay, lúc trở về đến nhà, tôi có gặp nó, đang không biết san sẻ nỗi lo này với ai, tiễn nó ra ngõ, tôi bèn đem kể hết với giềng. Nghe xong nó chỉ hít hà một chập rồi nói, tiếc quá, tiếc quá. Nếu chạy đến nó, nó sẽ đưa tôi lên Sài Gòn hay đi đâu cũng được. Đi đâu? Rút cục, tôi vẫn nằm nguyên trên giường, dáng dùng hơi nóng ấm của con tiếp sức, tiếp sự bình tĩnh cho mình. Trời vừa sáng thì có tiếng đập cửa hối hả. Chắc điều ấy đã đến rồi đây. Tôi bình thản ngồi dậy, vẫn lại tóc. Nhưng người bước vào lại là bà thím. Bà ngồi xuống cạnh tôi, thì thào. Nè con, ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Cái gì vậy thím? Còn cái gì nữa? Cả xóm đang nháo nhác hết lên kia kìa. Nhưng, con có biết gì đâu? Người chết. Ai chết? Mà chết ở đâu? Tôi hỏi dồn dập đầu óc suy diễn loạn xả, đàn bà à? Ở xóm ta à? Tôi thoáng nghĩ đến Lê. Hay là... Sao lại đàn bà? Đàn ông? một thằng to con trầm bầm chết có mỗi cái quần xà lòn trên người máu thấm đẫm bãi cỏ cạnh mà ông mười ghê chết tôi nén một hơi thở ra hỏi làng chắc việt cộng hà thím việt cộng gì thằng cha chủ tiệm vàng ở trên phố thằng cha nghe đâu là tay trong của phòng nhì độc ác lắm chắc bị phía bên kia trừng trị ai nói với thím vậy ai cũng nói vậy cả ngay cả hồi sớm khi tụi lính trên đồn xuống lấy xác khiêng đi họ cũng nói vậy. Có thằng còn bịt mũi chửi, đê, mẹ, vợ lớn vợ bé rồi mà vẫn còn máu dê. Việt cộng nó ăn hỏng như vậy có khi lại phúc cho đám đàn bà con gái. Họ biết thằng cha đi mèo chuột hà thím. Ai hồng biết, đang không mà mò ra đó thì chỉ có đi mò gái. Và lại, người đàng hoàng hồng ai chịu chết với mỗi cái quần cụt như vậy. Chui cha, Việt cộng họ chơi cú này độc. Một lúc diệt được cả hai tai họa. Bà con khoái lắm. Thôi, tao đi đây. Nói vậy cho bay mừng. Bà thím đi rồi, tôi vẫn ngồi im. Đúng ra nghe được tin ấy thì tôi phải nhẹ người đi. Nhưng tôi lại thấy dẫm dứt như thế nào ấy. Bởi lẽ chính tay tôi đã hạ sát gã đàn ông kia. Dù thực ra tôi không muốn thế. Tôi... Lần đầu tiên tôi đã nhúng tay vào một vụ giết người. Giờ đây nỗi lo bị bắt chẳng thành mối chăn trở ở tôi nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, trong đó chỉ hiện lên mỗi một hình hài co giật đẫm máu. Cho mãi tới những năm tháng sau này, mỗi lần phải làm một công việc tương tự như thế, tôi lại tự rằng xé mình với một sự ám ảnh không sao cắt nghĩa nổi. Mấy ngày tiếp sau đó, mọi việc vẫn trôi qua bình thường. Thiên hạ không mấy người còn nhắc đến cái xác chết ấy ngày nào mà chẳng có người chết, kẻ địch cũng không tỏ ra nghi vấn gì. Và Lê cũng không còn giàu dĩ nữa, cái chết của hắn đã nhức khỏi lòng cô mọi sự uất ức, nhục nhã. Cô hay sang nhà tôi chuyện trò, nhưng riêng tôi vẫn không quên được. Một buổi tối, Diềng gặp tôi ở ngoài chợ bảo chiều mai tôi ra nhà nó để anh Tám gặp có việc gấp. Chưa kịp hỏi việc gì thì cái bóng cao to của nó đã lùi mất vào chỗ đông người. Cách nói của thằng Diềng không bình thường. Có cái gì căng căng trong đó? Hay là tôi chợt hoảng? Hay là anh gọi tôi ra để khiển trách về cái vụ vừa rồi? Dám lắm. Dù vô tình hay cố ý. Dù chủ động hay chỉ là để tự vệ. Nhưng đã là người trong tổ chức mà để xảy ra manh động như vậy là không ổn rồi. Dễ gây thiệt hại cho cái chung có thể anh ấy khiển trách tôi nặng nề, thậm chí kỷ luật nữa miễn sao đừng chuốt việc của tôi. Chiều hôm sau, với tâm trạng nặng nề, có phần quyết liệt, tôi cắt đường sông đến căn tròi của thằng Diệng. Đụng nó ở đầu rạch, tôi làm thinh không thèm hỏi. Đụng vợ nó ở cuối rạch, tôi chỉ gật đầu nhẹ. Khi tôi buông ống quần bước lên con thuyền neo kín trong vòm trà là thì đã thấy có ba người ngồi đó rồi. Một là anh Tám, mặc bộ bà ba đen bạc phếch giòn thật là mắt. Anh có vẻ trắng hơn, dâu ria nhẵn nhụi hơn, nhưng cũng ốm hơn. Một người là ông Năm, còn người nữa là một chị chừng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, nước da xanh mét mà tôi không biết. Anh Tám hơi nhồm người bắt tay tôi. Cô Thanh, lâu nay cô vẫn mạnh giỏi chớ. Mạnh đều, anh tôi trả lời khẽ, mắt không ngừng thăm dò thái độ của anh. Xin giới thiệu với cháu ông Năm kéo tôi ngồi xuống cạnh người đàn bà đây là chị Ba Liên, vừa ở trên xuống, cũng quê Châu Thành đó chị ba liên nhìn tôi chăm chăm chị đã nghe tên em từ lâu nay mới giáp mặt chà không ngờ ông giáo nhân có cô vợ sinh giường này dáng lên em sau này cách mạng thành công chị sẽ dẫn em ra hà nội để được thơm lây cái vẻ đẹp của con gái vùng sông nước nam bộ chúng mình cho tôi cùng đi với cũng là để thơm lây ông năm nói hóm khiến tôi muốn phì cười mà không cười được anh tám nheo nheo mắt nhìn tôi thú thực tôi rất ngán cái nhìn nheo nheo ấy của anh nói như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu người khác cô thanh sao hôm nay khác quá chả lẽ vẫn còn tức cái thằng ở gò mà hôm rồi tôi giật mình đó bắt đầu rồi đó nói gì thì nói đại đi mấy ông mấy bà việc chi mà phải vòng vo hà nội mới chẳng sài gòn tôi ngồi thẳng người chuẩn bị tinh thần để đương đầu với tất cả đúng như tôi dự đoán anh tám chuyển nét mặt thành nghiêm trang hỏi cô thanh cô có biết bữa nay chúng tôi mời cô tới có việc gì không dạ biết tôi trả lời lừng khừng mời tất cả các đồng chí đứng dậy cả đồng chí thanh nữa anh đứng dậy trước hai người kia lặng lẽ đứng dậy theo không hiểu gì hết tôi cũng lóng ngóng đứng lên khiến mũi thuyền tròng trành để trào vào một ít nước đang từ cô mà chuyển thành đồng chí thế này là không thể đùa được rồi tôi nghĩ thế và sống lưng tự dưng lạnh buốt thưa các đồng chí anh tám nói thời gian gần đây Đồng chí Thanh đã tỏ ra là một đồng chí giàu nhiệt tình cách mạng, ý thức giác ngộ tốt, giàu năng lực và giàu sáng tạo trong hoạt động, được Đảng giao việc gì cũng hoàn thành đến nơi đến chốn, bất chấp hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn về gia đình và bản thân để đứng vững ở vị trí người cách mạng. Thời gian thử thách của đồng chí Thanh tuy ngắn, nhưng đồng chí đã tỏ rõ những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đối với công việc thì tận tụy, đối với kẻ thù không khoan nhượng, đối với gia đình thì hết lòng yêu chồng, thương con. Vì vậy tôi thay mặt huyện ủy thông báo kể từ ngày hôm nay, mùng 6, tháng riêng, năm 1960, đồng chí Phạm Thị Thanh sẽ đứng trong hàng ngũ của đảng Quang Vinh. Đảng viên Phạm Thị Thanh sẽ sanh hoạt trong. Tôi ù cả hai tài, không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy đôi chân mình run run và sóng sông cứ tràn cả lên thuyền, vỗ ào ạt sang tận bờ bên kia. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đang từ lo lắng chuyển ngược hẳn thành niềm hạnh phúc. Thú thực tôi chưa hiểu nhiều về đảng, cũng chưa được nghe anh tám hay chú năm trao đổi cận kẽ một lần nào bằng cảm nhận tôi chỉ mang máng hiểu đảng là một cái gì lớn lao cao siêu lắm và những người của đảng cũng rất khác là khó hiểu ví như ba tôi hay chí ít cũng như anh tám đây chứ đến ngay chồng tôi tôi cũng không nghĩ anh ấy là người của đảng huống hồ lại là tôi anh tám còn nói nhiều nữa anh dặn tôi phải mưu trí bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh dáng đừng để xảy ra manh động như vụ thằng mật vụ chủ tiệm vàng vừa rồi cuối cùng anh hỏi tôi có ý kiến gì không tôi cúi đầu xuống còn có ý kiến gì nữa khi mọi việc đến quá nhanh thế này mãi rồi tôi mới nói một câu thật vô nghĩa vậy mà mấy chú mấy anh không cho tôi biết từ trước để tôi ăn mặc tề chỉnh một chút ai lại áo quần sập sệ thế này chú năm cười xòa và tất cả lại ngồi xuống chú nói bây giờ cháu là đảng viên rồi chú nói thẳng để cháu biết nghe anh tám đây là bí thư huyện ủy huyện châu thành ta chú là phó của anh tám và cô ba đây cũng huyện ủy viên phụ trách thôi tóm lại là có gì phụ trách nấy công việc cách mạng lúc này đâu có phân công phân nhiệm rạch ròi được nhưng cô thanh thì phải rạch ròi đó anh tám nói huyện ủy chính thức phân công cho cô đảm nhiệm mảng lưới cơ sở mật tục là lực lượng công khai trong năm xã trọng điểm trước mắt là tăng cường thu thập tin tức vận động những người trung thành và tự vệ mật tích góp thóc gạo tiền bạc mang ra rừng cho lực lượng tuyên truyền phát động quần chúng mà trước hết là những người có thù với diện còn phong trào diệt ác, tôi rụt rè hỏi. Tất nhiên có cả cái đó nữa, nhưng đã có người chuyên trách. Thằng Diệng phải không? Tôi tính hỏi câu đó, nhưng thấy sắc thái anh nghiêm quá nên lại thôi. Không còn một chút nào dáng dấp cái con người mặc đồ trắng toát ngồi câu cá hôm nào nữa. Dừng lại nhìn khắp lượt chúng tôi hồi lâu. Anh chuyển giọng, nét mặt phảng phất một sự hệ trọng khác thường. Các đồng chí, tôi vừa ở trên về. Tình hình khắp nơi đang sôi động lắm. Nếu cứ để chúng nó giành tay bắt giết đồng bào mình như thế này, cách mạng sẽ không còn người nữa, lòng tin của dân sẽ teo lại, kẻ thù sẽ hoàn toàn thắng thế. Do đó, trên chính thức chủ trương phát động một cuộc nổi dậy rộng lớn trong toàn miền. Đó là con đường tất yếu để cứu cách mạng, cứu dân tộc, là lòng mong mỏi, là nguyện vọng thống thiết của tất cả những con người yêu nước trong lúc này. Giọng anh trùng xuống, việc này anh Năm và cô ba đây đã biết, tất nhiên ta phải họp huyện ủy để bàn bạc thật cụ thể thật chi tiết thêm. Nhưng riêng cô Thanh bắt đầu hành động đi là vừa. Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ cho người liên lạc với cô. Không còn lâu nữa đâu, chỉ ngày một ngày hai là giờ phút đó sẽ đến. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí đảng viên nhận thức hết được tình hình để chuẩn bị lao và thực hiện trọng trách của mình. Thôi, bây giờ anh Năm và chị Ba ở lại làm việc thêm với tôi một chút. Tôi đứng dậy thấy trao đảo Trong có hơn một giờ đồng hồ mà nhiều sự việc dồn dập xảy đến với tôi quá mừng thì mừng nhưng đầu óc sao cứ chịu nặng. Anh tám tiến tôi ra đến đầu rạch, dịu dàng nói. Chắc Thanh lo phải không? Đừng ngại, công việc bộn bề nhưng sức tới đâu làm tới đó. Có gì khó đã có bà con, có chúng tôi ở bên cạnh. Thanh cứ làm như vừa rồi là được, có điều nhấn ga thêm chút nữa. Tôi dạ nhỏ nhưng lòng vẫn dối bời. Còn chồng, còn con, còn kiếm sống. Biết có toàn tâm toàn ý được vào công chuyện không? Ngày tôi vào đảng diễn ra quá bất ngờ không cờ quạt, không thể thốt và ngày sau đó, niềm vui, ý thức về vinh dự chưa tan thì trách nhiệm đã đổ ập luôn xuống đầu. Tôi còn nhớ lúc ấy, cả huyện không có đến hai chục đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp không đủ bù cho số giảng viên chết đi. Người nào chấp nhận vào đảng thời kỳ đó là chấp nhận luôn cái chết cho mình. Và tôi đã chấp nhận khi tạm biệt đồng chí bí thư huyện ủy. Em còn non dại lắm. Có điều gì không hay không phải mấy anh chỉ bảo thêm nhưng em sẽ không tước mạng mình đau, không nản lòng đâu. Anh Tám siết chặt tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi không nói. Mặt trời sắp lặn ở bên kia sông. Tối nay, anh ấy và các đồng chí trong huyện ủy sẽ trở về căn cứ. Gió sông thổi mạnh. Ngọn gió trong lành đã thổi bạt đi mọi lo lắng bộ bề nâng tôi lên một cảm xúc thoáng nhẹ, bồng bềnh, khao khát hành động mãnh liệt. Tôi còn nhớ đêm ấy trời rất tối. Và có lẽ tất cả những đêm đáng nhớ của tôi đều tối trời cả. Những năm tháng chết chóc đó, chỉ có những đêm tối trời mới là của chúng ta. Ban ngày là của kẻ thù, đêm sáng trong là của kẻ thù. Trời màu đen là bạn đồng hành thủy chung của những người cách mạng vùng giáp danh. Chúng tôi quen thuộc nó, yêu mến nó đến nỗi có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái của nó, có thể sờ được vào thứ da thịt vô hình mềm mại của nó. Suốt một ngày thẳng căng chờ đợi, khi bóng tối ập xuống cũng là lúc một cảm giác khoan khoái, yên tĩnh, được trở che, được vỗ về tràn ngập vào người, khiến cho thân thể căng lên, dồn ứ nhiệt huyết và khả năng hành động đêm xoa dịu những nỗi đau trong ngày và hà hơi tiếp sức cho ngày hôm sau chúng tôi sống về đêm nghĩ ngợi về đêm và chết cũng về đêm chúng tôi là những đứa con của đêm một ai đó đã nói như thế tôi thấy chúng lắm đó là một đêm hiệp đồng đúng một giờ sáng súng nổ rộ ở đồn bưng cầu và sau đó lác đác nổ ở khắp nơi đấy là tiếng súng phát hỏa của anh em bộ đội địa phương kết hợp với một vài nhóm chủ lực lẻ tẻ cũng giờ này Tôi biết thằng Diềng đang phân tán nhỏ đội đặc nhiệm của nó đi các điểm tìm diệt ác và tuyên truyền võ trang. Anh Tám, chú Năm, chị ba giờ này đã sâu trong dân để chỉ đạo bà con phá ấp chiến lược. Tôi cũng có mặt ở vị trí của mình. Sau tiếng nổ ở bưng cầu, cả giải đất châu thành rung rung chuyển động theo. Đuốc sáng rực trời, chống mõ, phèn la, son chảo khua vang như cháy rừng, như động đất. Ánh đuốc soi rõ những bóng người cầm quốc, sẻng, xà beng lao lên những tiếng gào thét những hàng rào gai rào tre bị xé toác bị băm nát vụn nằm ngổn ngang dưới chân người mắt mỗi người là một ngọn đuốc có ngọn đuốc cháy sáng có ngọn đuốc nhòe đi vì xúc động tức nước vỡ bờ hờn căm dồn nén lâu ngày đã biến thành lửa tưởng như ngọn lửa đêm ấy có thể đốt cháy cả trời nhà hội đồng giấy tờ sổ sách chứa đầy tội ác bị đốt thành cho bị nhấn xuống sình tôi chỉ còn biết chạy theo dòng người làm theo mọi người không phải hô hào chỉ huy chỉ đạo gì hết. Quần chúng đang phẫn nộ, tôi chỉ còn làm sao để đừng tụt lại sau mọi người. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sức mạnh của số đông, là tiềm năng vô hạn của con người khi nổi giận và được tập hợp lại. Đêm nổi dậy thực sự biến thành một đêm hội hoa đăng mặc dù quanh tôi cũng có người ngã xuống vùi mặt vào đất, có người bị thương quần quại rên rỉ. Ngay cả tôi nữa, đêm ấy DNGLE tôi cũng bị thương, thậm chí sẽ chết nữa. Đó là lúc một thanh niên vạm vỡ mặt độc chiếc quần cụt chạy trước tôi bị trúng một viên đạn bắn lén ngã vật xuống, ngửa vòng nực loang máu đỏ thấn. Anh con trai này tôi để ý thấy từ đầu hôm đến giờ lúc nào cũng chạy vượt lên trước mọi người. Với cái cuốc trong tay, anh thực sự có dám một dũng sĩ giữa trận tiền. Hàng rào chắc đến đâu, cọc rào cứng thế nào, dưới đôi tay rắn đanh bệnh thừng của anh cũng đều dạp đổ hết. Tôi đã định sau trận đó sẽ gặp anh, và nếu anh ưng ý thì tôi sẽ giới thiệu anh gia nhập đội võ trang diệt ác của thằng Diệng bây giờ con người trai trẻ ấy đang nằm đó ngực sủi máu mặt ngẩn ngơ như muốn hỏi chưa đâu vào đâu sao tôi đã nằm xuống thế này nhìn anh tôi thoáng nghĩ đến thằng giềng hai người mới giống nhau làm sao khi tôi ngồi xuống bên cạnh thì anh đã tắt thở miệng mở he hé tôi nhẹ tay vuốt mắt anh và thầm nói vội lời vĩnh biệt chính lúc ấy không hiểu do linh cảm hay do thấy một cái gì vương vướng nơi mắt tôi ngẩng mặt nhìn lên từ sau một ụ xi măng nửa tối nửa sáng một họng súng được lửa đuốc soi tỏ đang găm thẳng vào tôi, gần lắm. Tưởng như đã ngửi thấy mùi khét lẹt của nòng súng. Thế là xong. Bây giờ đến lượt mình. Tôi thoáng nghĩ đến cái chết trong khi chân tay tê liệt không kịp phản ứng gì nữa. Tôi cứ người chờ. Một, hai, ba. Viên đạn nóng bỏng. Nhọn hoắt sắp sửa bay ra đập vào ngực mình này. Tích tắc ấy tôi không cảm thấy hoảng sợ hay một cảm giác nào khác. Đầu óc trống rỗng và tê lạnh nhưng thật kỳ lạ, nòng súng ấy rung rung rồi từ từ chúi xuống, găm một viên đạn xuống đất ẩm như chút đi một sự bất lực. Một ngọn đuốc sắp tắt bị ai đó ném vút tới và trong tàn lửa bay tung tóe, tôi chợt nhận ra khuôn mặt tái xám của đồn trưởng quang. đêm nay hắn không mặc quân phục mà chỉ vận một bộ bà ba đen như mọi người dân khác. nỗi căm giận bỗng trào lên cộng với sự ngỡ ngàng của người vừa thoát chết tôi run run đứng dậy tiến thẳng đến hắn. bắn đi, có giỏi thì bắn đi. Mi đã giết lén bao mạng người đêm nay rồi. Quất quá, tôi nói không thành lời. Mặc dù nếu tôi hét to lên được một tiếng thì hàng trăm người sẽ xông ngay đến đây và hắn. Nhưng tôi chỉ bước và thở. Trong tay tôi lúc ấy không có một cái gì hết. Tôi cũng chưa biết nếu giáp mặt hắn mình sẽ xử lý ra sao. Nhưng sắp đến nơi, chỉ còn cách hắn vài bước thì cái miệng trên khuôn mặt tái sắm kia bỗng cười nhạt rồi biến mất. Cả hắn, cả cái cười bút xương sống ấy đã vút nhanh vào vũng tối đến lúc ấy tôi mới la to được một câu bà con chú ý chú ý có kẻ bắn lén chạy về phía dặng điều bên phải bà con hãy đề phòng ai khỏe mạnh hãy theo tôi nhưng lời báo động của tôi đã không còn tác dụng suốt nửa đêm ấy cho đến sáng chúng tôi không tìm thấy tung tích hắn đây dù vẫn nghe tiếng súng nổ bất thần ở chỗ này chỗ khác sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi không kêu to ngay lên mà chỉ im lặng bước tới nếu hắn là người khác liệu tôi có cứng người ra như vậy không và chỉ kêu được khi nó đã ra khỏi vòng nguy hiểm không? Phải chăng? Điều này làm tôi hoảng sợ không dám nghĩ tiếp. Nòng súng của hắn đã trúc xuống. Tâm trạng, hay nói đúng hơn là sai lầm này sẽ được tôi lặp lại ít năm sau đó và không có dịp để sửa chữa nữa. Chỉ sau một tuần, chúng tôi đã làm được khối việc. Năm trong số 12 xã đã bị phá rụi hàng rào ấp chiến lược. Nhiều công sở, nhà tê bị giải tán. Nhiều bà con gồng gánh trở về xóm cũ làm ăn, Ba trong số 8 đồn bốt chính bị san thành bình địa, thu được rất nhiều súng và giải được một số tù bình, hàng binh ra rừng, gần 100 thanh niên nam nữ sung phong vào lực lượng võ trang vào cuối cùng. Cái này mới gây nức lòng dân chúng, 16 trong số 25 tên ác ôn bị đền tội. Đám còn lại không ít đứa cả 10 ngày sau chẳng dám ló mặt ra đường. Như vậy tuần nổi dậy thực sự là một tuần bạo lực. Riêng tôi, sau đêm đó thấy thêm ra một điều xưa nay không biết đến hoặc biết rất mơ hồ không thể dùng nước miếng nói xuông với bọn uống máu người. Chỉ có bạo lực mới chấn áp được bạo lực. Có lẽ vì thế mà sau này tôi rất mê làm quân sự. Nếu có dịp là tôi xin được chuyển ngay sang cái ngạch thường chỉ ưu tiên cho đàn ông ấy. Tôi nói cái kiểu mang hơi hướng tổng kết như trên để thấy hết được ý nghĩa cuối cùng của sự việc chứ thực ra những ngày sau đó, chúng tôi sống gian nan lắm. Thậm chí còn gian nan hơn trước. Những người hoạt động công khai như tôi đã chót lộ mặt ra giữa bàn dân thiên hạ rồi khó có thể trụ lại được nữa. màng lưới cơ sở gây dựng bấy lâu nay nhất định sẽ bị chúng già đi soát lại tìm cho kỳ ra thì thôi. những ai vừa rồi đi đầu, hăng hái chắc khó thoát được sự trả thù hèn hạ của chúng nó. anh tám và những người chỉ đạo khác bị cuộc càn rừng với quy mô tổng lực của những đám quân hỗn hợp xe tăng, pháo cối chạy giạt đi tận đâu rồi không rõ. cuộc càn này xem chừng còn dài ngày, còn tăng thêm quy mô ác liệt. biết lúc nào tôi mới liên lạc được để xin ý kiến chỉ đạo của mấy anh và thằng giềng nữa không hiểu nó vẫn còn ở lại hay cũng đi nốt rồi cuối cùng nhìn quanh quất chỉ còn lại độc mình tôi lo quá lại còn con mọn nữa suốt ngày tôi ôm con hết ra lại vào lúc thì lê đến tìm tôi hỏi ta tính sao bây giờ chị lúc lại nghĩa cô em chồng tôi đã trở về nhà được ít ngày nay sau khi chán ngán mọi chuyện ở biên hòa cả tuần vừa rồi không hiểu ai mách cô nằng nặc xin tôi cho được tham gia công chuyện ăn mặc kiểu tỉnh thành Cô chạy sông sọc vào chị hai. Tụi nó làm dữ lắm. Các ngả đường bị chặn lại hết trội. Thiên hạ bị bắt chất đống ngoài chợ kia kìa. Tính sao? Hay chị em mình tạm lánh xuống Sài Gòn ít hôm chị hai? Em có con nhỏ bạn ca sĩ. Ruột gan tôi dối bời. Thầm trách mấy anh không lường trước hoàn cảnh này. Bây giờ tôi biết đi đâu. Ở đâu? Hay là ngồi im chịu bị bắt? Đến chiều thì thằng giềng đến. Mừng quá. Tôi chụp vai nó. Sao em? Có tin gì không em? Mấy anh giờ ở đâu? Nó lắc đầu. Em cũng không rõ. Nhưng, theo em chị phải đi ngay đi. Tụi nó biết mặt chị rồi. Nhất là thằng Quang. Rủi quá, đêm rồi sở đến tận ót hắn rồi mà còn để sổng. Đi. Nhưng đi đâu? Tôi nóng ruột hỏi. Đi ra rừng. Chắc mấy anh ở cả ngoài đó. Ra rừng. Biết đường nào mà ra. Tụi nó lại đang vòng trong vòng ngoài em sẽ chỉ đường cho chị sẽ dẫn chị đi một đoạn ngay đêm đầu anh tám có dặn lại em phòng ngừa điều này và tìm cách lo cho chị anh tám tại sao anh ấy không nói với chị tình huống cách mạng mà chị ơi ai rẻ tụi nó phản kích lẹ và giữ đến thế được rồi đi đâu thì đi nhưng còn em thế nào em sẽ ở lại lỡ ra không em ở lại theo ý của huyện ủy tụi nó chưa biết được em chưa ai nhận ra em là người đảng mình. Em online để tiếp tục nắm số anh em tự vệ mật. Thôi, em đi đã. Tình hình nước sôi lửa bỏng dữ lắm. Tuần rồi đã quá hà chị hai? Tới đây làm vải cú nữa như vậy là mình khỏe ra. Chị chuẩn bị đi. Khoảng tối em lộn lại. Anh Tám nói em đưa chị khẩu K54. Nói rồi nó lại trùm hụp cái nón rách biến mất ra lối vườn. Chào. Nó có vẻ phấn chấn dữ. Bụng dạ dối bời. Phần lo cho nó phần lo cho mình. Trước giọng nói đầy tự tin của nó, tôi bỗng thấy bình tâm hơn. Cầm khẩu K-54 xinh xắn trong tay, tôi lặng đi một lúc. Thế là từ đêm nay, tôi chính thức xông pha vào đời sương gió. Rồi không biết số phận sẽ đi tới đâu. Mặt, chẳng hề gì. Nhưng còn con, lòng tôi sẽ thắt lại. Mang con đi theo hay gửi lại. Mang đi, đường đất gian nan không biết thế nào. Để lại càng không yên tâm. Con còn nhỏ quá, không thể xa được hơi mẹ nhưng nó cũng khó có thể chịu được cuộc hành trình và những khu rừng ẩm thấp sắp tới. Suy nghĩ hồi lâu tôi mạnh dạn quyết định đem con đi theo. Mẹ đâu còn đó. Sống cùng sống, chết cùng chết. Chiều tối thì Lê và Nghĩa đến chỗ tôi. Lát sau thêm hai thanh niên nữa. Một tên là Thành, trùng 18, 19 tuổi. Thấp lùn nhưng dáng đi lại uyển chuyển duyên dáng. Một là Tiến, cỡ tuổi cao hơn, dáng bộ thư sinh, đeo kiếng cận, đã học hết tú tài phần 1 vốn là nhân viên thư ký ở nhà máy đường cả bốn người đều ăn vận gọn gàng khăn gói chỉnh tề điệu bộ nghiêm trang từ bữa nghĩa về tới giờ chị em ít được ngồi với nhau bây giờ có dịp ngắm ký cô em chồng tôi mới thấy nghĩa từng trải da dặn lên nhiều tuy cái dáng đài các và nước da con nhà giàu của nó vẫn chưa mất đi cái đẹp của nghĩa giờ đây đầm hơn pha một chút trễ nải ý tứ tôi không hỏi nghĩa về cuộc tình với người nhạc sĩ đó mặc dù tôi biết rằng tình yêu mà đem gửi gắm vào mấy cái anh chàng mùi mẫn có trái tim nóng lạnh bất thường ấy thì có khác chi đem gửi chứng cho ác nghĩa đang giúp tôi gói ghém mấy thứ đồ đạc cần thiết cho cháu người đàn bà chuẩn bị đi xa đã khổ rồi nhưng ở đứa trẻ còn lắm thứ cực nhọc hơn nào áo ấm nào bột gạo bột sắn nào thuốc men các loại rồi đường rồi sữa nữa cũng phải mang theo đề phòng khi trái gió trở trời một sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt vậy đòi hỏi biết bao nhiêu thứ hộ thân khi ra khỏi mái nhà ấm cúng che mưa che nắng chuẩn bị cho con mà ruột gan tôi cứ cồn lên giá lúc này có ba nó ở nhà hai vợ chồng trẻ với một đứa con có thể đi đến cùng trời cuối đất đằng này tôi đến bên nghĩa nói nhỏ đáng lẽ em phải ở lại để thỉnh thoảng đi thăm anh thay chị tội nghiệp tuần tới không thấy chị đến anh lại mong đỏ mắt sẽ nhắn lại lo gì chị nghĩa trả lời vô tâm nhưng, tôi thở dài, nào chồng, nào con, nào công việc, mình tôi ở giữa dối bồng bong. Ông già thế nào rồi? Tôi hỏi để khỏa lấp cái bồn chồn trước phút ra đi. Ông già hả? Điên rồi, thần kinh rồi, vừa rồi làm ăn thua lỗ, vỡ nợ to, bây giờ chỉ ngồi nhà uống rượu và nhìn mặt trời lạn. Đáng lẽ lúc này em không nên bỏ ổng mà đi, chị cũng không giận, chắc lúc ấy ông già đang quấn trí, nên mới nhẫn tâm. Sau khi chị mang cháu đi, ông có vẻ hối hận lắm. Nhiều đêm em thấy ông thức suốt, đi như bóng ma ngoài vườn. Tháng trước ông uống rượu và rồi khóc, đòi em dẫn đến nhà tù thăm anh nhân. Ông nói ông là thằng giả tồi tệ, ham giàu có mà quên nghĩa tình. Ông có lỗi với cháu trai, có lỗi với cháu dâu, có tội với người anh quá cố. Ông còn đòi em đi tìm chị và cháu trở về. Chào, cũng tội Diên Hiệp. Đi đây em có nói với chú không? đâu dám nói. Nói ông lại khóc. Dạo này ông hay khóc lắm. Như con nít ấy. Tôi ngậm ngùi nghe chuyện. Nếu đêm nay không phải đi gấp thì nhất định tôi sẽ bồng cháu về thăm ông một chút. Dù sao ông cũng là người có công thay anh nuôi dạy các cháu khôn lớn. Nếu một phút nào đó, ông quấn trí. Ông làm như người táng tận lương tâm thì cũng là do cái hoàn cảnh khốn nạn mà thôi. Tôi lại gần thím, ngồi xuống và im lặng. Bao giờ ngồi bên thím, tôi cũng có cảm giác mình nhỏ bé, yếu ớt, muốn được nhóng nhẽo, muốn được vòi vĩnh như ngồi bên mẹ. Sau tất cả mọi chuyện, dù rất kín đáo, nhưng thím cũng đã biết tôi là ai. Cái đêm đầu nổi dậy, thím ngồi ôm cháu, suốt đêm lầm rầm cầu nguyện cho tôi tránh khỏi mọi tai ương. Chiều nay khi tôi nói tôi sẽ đi xa, không biết bao giờ trở lại, thím chỉ khóc mà không dám can gián nửa câu, không dám hỏi đi đâu. Hồi lâu thím mới rụt rè nói tôi để con ở lại, hai vợ chồng thím trông cho nếu vợ chồng thím còn sống thằng bé sẽ không thiếu thốn thứ gì cả lúc ấy cổ tôi nghẹn đắng không nói thêm được một câu gì mang con đi là tước mất niềm vui cuối đời duy nhất của thím nhưng để cháu lại quả thực lòng tôi không thể trên những chặng đường trông gai trước mắt không có anh ấy cháu sẽ là người nuôi dưỡng sự sống của tôi sẽ ấp ủ và truyền thêm nghị lực cho tôi thím ơi tôi nói trước khi ra đi con chỉ biết cúi đầu tạ ơn chú thím đã rộng lòng bao dung che chở cho mẹ con cháu. Ơn này cháu sẽ không bao giờ quên. Má cháu không còn, kể từ nay thím cho phép thằng Đức được gọi thím là ngoại. Thím tôi khóc hòa lên, ôm chầm lấy thằng bé, thơm lên khắp người, khắp mặt nói như rồi đây thím sẽ không bao giờ được yêu cháu như thế nữa. Nhìn nước mắt của người đàn bà suốt đời lận đận không con nhòa trên má đứa bé, tôi phải quay đi. Tôi không muốn giờ phút này lòng minh lai mềm yếu trước mắt còn phải gồng mình gắng sức nhiều lắm tôi đến chào người chú đang ngồi im lặng ở gian ngoài chú mới về sáng nay khi nghe tin xã nhà có sự biến chú ở lại mạnh giỏi cháu đi người chú ngẩng lên gật gật đầu có lẽ chú vẫn chưa xóa hết cái mặc cảm nặng nề đối với tôi lần đó nên tôi cũng không tiện nói nhiều chú đừng đi xa làm ăn nữa một mình thím ở nhà buồn lắm nghe cháu từ nay chú đừng đi đánh bạc nữa nghen chú lại gục gặc cái đầu Dây lâu chú mới nói, mắt đỏ hoe. Thanh, cháu hứa với chú đi. Dù thế nào cháu cũng không được để thằng nhỏ bệnh đau, thiếu thốn. Nếu nuôi không nổi thì đừng dáng, tội nghiệp nó. Cứ nhờ người mang về đây chú lôi dưới gối ra một gói nhỏ bọc vải rồi đàng hoàng và công khai đưa cho tôi. Cầm lấy mà nuôi con. Tiền này không phải tiền được bậc đâu. Trước nét mặt khẩn nài của ông, tôi không thể từ chói, nhưng cũng không thể nhận cả tôi đang lỡ lự tính lấy một nửa thôi thì thím đi tới. "Nè, con hai đừng làm vậy. Đây là tiền ông bà ngoại cho cháu, con không được phép từ chối." Thím đã nói vậy, tôi còn biết làm sao nữa, mặc dù biết rằng từ mai, bữa cơm của chú thím lại chỉ có rau với mắm mặn. Tối được một lực thì thằng rỉng đến. Nó ăn mặc như người đi bắt cá đêm nhưng tôi biết trong cái giỏ cá của nó toàn tạc đạn. Tôi dắt khẩu ca 54 lạnh buốt vào cặp quần ôm lấy thằng Đức đang ngủ say trong tấm mền bọc kín rồi ra hiệu bắt đầu lên đường. Chú thím tôi đứng cạnh nhau trong bóng tối, im lặng. Khi tôi sắp bước ra cửa thì nghe loáng thoáng thấy thím nói. Kìa ông, ông không ra nhìn cháu một lần. Không, tiếng chú tôi ngàn ngạt nhìn thấy nó bây giờ là tôi. Tôi bước nhanh ra khỏi cửa để chạy trốn khỏi tiếng nấc. Nhưng ra tới sân, một ma lực vô hình giữ lấy chân tôi. Bất thần, tôi nhìn trở lại căn nhà lụp sụp, nhìn trở lại mảnh vườn sơ xác không được ai chăm sóc. Tạm biệt thôn ấp, tạm biệt những năm tháng tuổi thơ, tạm biệt những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, những năm tháng quá đỗi nhọc nhằn. Tạm biệt. Rồi đây, không hiểu tôi còn có dịp trở lại chốn này không, hay đây chính là vĩnh biệt. Lòng tôi đau thắt. Sau này tôi được nghe nói lại rằng, tốt chúng tôi vừa đi khỏi thì đồn trưởng quang tới. Hắn đến, gần như chỉ có một mình và không mặc sắc phục. Khi biết tôi không còn ở đó nữa, hắn buôn người ngồi xuống ghế lặng lẽ đốt thuốc hút hắn hỏi tôi đi đâu theo lời dặn lại thím nói tôi mang con đi sài gòn ở tạm ít ngày để tiện thăm nuôi chồng hắn cười nhạt đứng dậy đặt bàn tay nặng nề lên vai chú tôi mà nói nể tình ngày trước cô thanh có làm việc cho ông già tôi nên bữa nay tôi tạm để cho mấy người yên nếu lần nào đó cô ấy có trở về thì nói giúp tôi hỏi thăm và cứ ở lại đây khỏi cần đi đâu cho cực đá một cú khá mạnh vào cây cột ở giữa nhà hắn bỏ đi để mặc chú thím tôi đứng chưng hừng nhìn nhau thôi thế cũng là may tôi không nghĩ rằng tối đó hắn đến để bắt tôi nếu thế thì nòng súng sau trụ xi măng đêm đó không trúc xuống rồi hắn đến để gặp tôi và cũng có thể chỉ nói thì ra lời tiên đoán của tôi đã đúng chỉ có điều nó xảy ra hơi sớm cô khỏi cần trở thằng nhà giáo cộng sản của cô trở về cô đã đi trúng đường của cô rồi và thế nào hắn cũng cảnh cáo thêm theo đúng cái giọng quân tử cố hữu cả hắn tuy vậy tôi bỏ qua nhưng hãy nhớ, đừng để tôi nắm được tăng chứng lần nữa. Lúc ấy thì, chắc hắn sẽ nói như vậy. Thôi, thế cũng xong. Từ nay tôi và hắn sẽ ngang nhiên đứng ở hai đầu chiến tuyến. Gặp nhau thì gặp, tôi không muốn chịu ơn mãi cái vẻ hào hiệp nghe đến lộn ruột của hắn. Thằng riêng cắt đường dẫn chúng tôi đi vòng vèo qua những vườn chuối, vườn mía, lô cao su tối om om. Chúng tôi đi hàng dọc, dáng bước thật khẽ để khỏi động chó. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng chó sủa ở đâu là bọn lính bu đẩy đến đó, vãi đạn như mưa. Thằng Diềng bắt chúng tôi lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng im, lúc lại bước như chạy. Trăng sáng bằng bạc nên tầm mắt nhìn được xa hơn, tốc độ đi nhanh hơn nhưng người lúc nào cũng cứng ngắc, tưởng như toàn thân đang phơi bày ra dưới ánh sáng ban ngày. Đi trong vườn đất quen thuộc mà dần dợn, giống như đi trên bãi tha ma. Chỗ nào cũng nghĩ có địch, chỗ nào cũng ngửi thấy cái mùi khen khét của thuốc lá lính. Nghĩa, Lê và hai anh con trai có vẻ hồi hộp lắm, chỉ nghe tiếng thở dồn của họ và tất cả làm theo riêng như cái máy. Tôi bế con đi sau cùng, chỉ nơm nớp lo cho giấc ngủ của con tôi. Nếu lúc này nó trở dậy, khóc lên một tiếng thì mọi việc coi như kết thúc. Tôi cố đi thật êm, vừa đi vừa vỗ nhẹ nhẹ vào người nó, mặc cho hai cánh tay đã mỏi giã. Có lúc nghĩa lùi lại đòi bế thay nhưng tôi gạt đi. Thằng nhỏ chỉ cần xa hơi mẹ một chút là giật mình tỉnh dậy liền. Có lẽ đêm đã khuya, sương rơi lạnh lạnh cùng với tiếng gió tiếng côn trùng dâm gian tôi nghe được cả ngáy thật êm của con tôi tôi kéo cao tấm mền che kín nửa mặt cho con ngủ đi ngủ đi con chỉ cần con ngủ ngoan hết đoạn đường này cho mẹ thôi thương mẹ thương các cô các chú con đừng dậy nghe con tôi thì thầm với con như cầu nguyện các vị thần đất thần cây hãy phù trợ cho giấc ngủ của con tôi sâu hơn say hơn nữa nhưng thật kinh hoàng khi tôi nhìn xuống cặp mắt của nó đã thao láo nhìn lên tôi từ lúc nào. Một chút nữa thì tôi để buộc cánh tay ôm ngang người con. Tôi sợ hãi thực sự, muốn kêu mọi người dừng lại đã. Nó đã dậy rồi tức là nó sắp ọ ẹ, sắp khóc thét lên đây nè. Tôi đã quen tật con quá mà, đêm nào tỉnh dậy nửa chừng cũng khóc váng nhà. Nhưng tôi không thể kêu ai được cả, cũng chẳng có ai có thể giúp tôi được lúc này. Trời đất, ôm con mà người tôi nóng phừng phừng như ôm trái mìn sắp bùng nổ bằng động tác hết sức bản năng tôi vạch vú nhét vào miệng con dù biết rằng bầu vú của tôi chẳng bao giờ có sữa đúng mà nó ngúp ngoắc đầu rồi lấy lưỡi nhèn núm vú tím ngắt ra bối rối tôi lại định nhét vào nữa nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra đáng lẽ phải khóc toáng lên con tôi lại tuét miệng ra cười tôi bị ngập hoàn toàn trong cái cười bất ngờ đó chao ôi lúc ấy là người mẹ tôi nghĩ chỉ cần một lần nhìn thấy đứa con cười như vậy là có thể chết được rồi con tôi cười giữa chết chóc cười trong vòng vây địch con tôi cười hồn nhiên đẹp như hoa tách rời bay lên khỏi cõi đời trần tục mà ở đó hết năm này qua năm khác đời này truyền tiếp đời kia con người mải săn đuổi chém giết nhau sau đêm nay ngủ dậy con tôi lại cười phải chăng nó thấu hiểu được nỗi lòng mẹ nó cảm nhận được lời khẩn cầu thần linh cầu mẹ nó mà quên đi cơn khóc thông thường phải chăng trong chiến tranh đứa trẻ cũng hiểu được nỗi lo của người lớn cười lên con cười nữa đi con. Vì những nụ cười mát rợi như thế này, mẹ sẽ có thể làm được mọi việc ghê gớm nhất trên đời. Nụ cười của con tôi tối dần lại, thay vào đó là đôi mắt trong trẻo của nó ngớ ngác nhìn lên các vòm cây lốm đống trắng. Con mắt biểu lộ sự tò mò, sự thích thú tràn ngập. Và cứ thế, không hề ho he, không khóc một tiếng, nó cứ nằm trong tay tôi, lặng lặng đưa mắt nhìn ngược lên cao, qua hết vòm cây này đến khoảng trời khác có lúc nó đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm chim chim như muốn bắt được một cái gì đó xa xôi, huyền diệu, không bắt được, mỏi tay, nó quờ quờ vào mặt tôi và dừng lại ở đó. Tôi bất giác cắn nhẹ nhẹ đầu ngón tay thơm thơm ướt xương khuya của con, ngực dồn lên trong một tiếng nước ngọt ngào. Một lát sau, nó lại ngủ thiếp đi, mí mắt nó khép lại dường như kéo chìm người tôi xuống theo. Con, con trai yêu của mẹ. Hết phần 4